chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để review cho các bạn thấy là hai cây tắc của mình đã ra hoa rất là nhiều, đầy cây luôn các bạn. Sau một tuần mình để cho nó khát nước đó, thì bây giờ các bạn nhìn thấy cây tắc mình nó ra hoa, mỗi nách lá đều ra một cái hoa các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Từng chấm trắng nở đầy hết. Đây, tại vì nó mới ra cái búp nên có thể các bạn không nhìn thấy. Đó, nó trắng xóa hết trơn luôn. Đây là hai cây tắc của mình, cây tắc Việt Nam, trái tròn và cái ruột nó chua các bạn. Thì cây tắc này dùng để chưng tết rất là đẹp. Khi tết đến thì cái tắc nó chín vàng và tròn, đầy cây hết thì mình thấy rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, nó ra búp 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 trắng hết. Thì cái hôm nay mình mai ra vườn để chia sẻ với các bạn cái bí quyết mà mình làm cho cây tắc của mình có hoa đúng ngay vào mùa thu các bạn. Thì nay là gần tới cuối tháng 9 rồi, mười mấy tây tháng 9 thì còn một vài ngày nữa là mùa thu, nên mình canh ngày để mình làm cho cây tắc của mình nó có hoa có trái kịp tết các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, cái hoa này nó nở trắng nè, có mùi thơm rất là thơm luôn. Đó, chỗ kẹt lá nào cũng có hoa hết, tại vì nó chưa nở nên không có nhìn thấy đầy cây, nhưng mà thiệt sự là nó ra hoa đầy cây rồi đó các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, mình quay thật gần để cho các bạn thấy nó đã điểm trắng xóa hết. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn cái bí quyết làm cho cây tắc của mình có hoa kịp thời vụ, tức là từ đây cho tới Tết âm lịch, mình kể cho tới tháng 12 dương lịch, cỡ tháng Giêng, tháng 2 là tới Tết của Việt Nam mình rồi. Thì từ đây tới đó các bạn thấy là cho cuối tháng 9 đi, là tháng 10, tháng 11, 12, 1, 2 là 5 tháng. Thì mình canh cho nó, mình canh rồi mình làm cho nó ra hoa, ra trái. Thì khi mà cái trái nó lớn rồi, nó chín, thì các bạn không có hái nó thì vẫn để trên cây, thì nó vẫn ở trên cây, nó không có rụng nha các bạn. Thì mình để tới Tết mình chơi, Tết Việt Nam mình chơi thì được. Còn nếu mà mình làm trễ thì lúc đó cái trái nó nhỏ và nó màu xanh, nên mình không có đem vào nhà để chưng Tết được. Nên chẳng thà mình làm hơi sớm một chút, 5 tháng để cho cái trái nó lớn, nó chín các bạn. Thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cái cách làm cho cây tắc của mình có hoa, có trái kịp Tết. Thì bắt đầu giữa tháng 9, như thí dụ như 15 tây tháng 9 đi, rồi các bạn cho nó không có tưới nước cho đó các bạn. Các bạn không tưới nước nó chừng một tuần cho nó khát nước, nghĩa là khô queo luôn, nghĩa là cái lá của nó ủ rũ xuống đó các bạn, thì mới bắt đầu tưới nước lại. Và khi mà mình tưới nước lại đó, mình pha cái phân thúc ra hoa của hãng Scott đó các bạn, có số giữa 55 đó, thì các bạn tưới vào gốc cho nó liên tiếp 3 ngày. Liên tiếp 3 ngày xong rồi 3 ngày sau đó các bạn tưới nước thường. Rồi
3 ngày nữa thì các bạn tưới phân thúc ra qua thêm một lần nữa, là liên tiếp 3 ngày, tức là tưới 2 lần. Các bạn tưới vô trong gốc nó 2 lần, mỗi lần là 3 ngày liên tiếp. Thì sau đó các bạn ngưng luôn, rồi các bạn tưới bằng nước thường. Thì cái cây tắc của mình nó ra hoa như thế này nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Quỳnh Mai đã làm và nó đã ra hoa thực tế ở trước mắt các bạn luôn. Đó, mà Quỳnh Mai làm 3 cây, tức là 2 cây tắc mẹ và 1 cây tắc con. Mà cây tắc con nó lại ra hoa trước cây tắc mẹ các bạn. Đó, đây, cây tắc này là cây tắc mẹ. Và nó ra hoa đều hết nha các bạn. Nó ra hoa đều hết chứ không phải là hoa từng nhóm nhỏ. Nó có hoa từ dưới gốc lên tới ngọn luôn. Đó. Rồi khi mà hoa tắc nó nở hoa rồi, các bạn khi tưới á, các bạn đừng có tưới ở trên cái cây nha các bạn. Đừng có tưới trên cây với trên hoa. Thí dụ như các cái hoa nè, các bạn thấy nó nở không? Đó, ở trên đây nó cũng nở nè, nó nở đó. Thì các bạn khi tưới cho nó, các bạn để dòi nước ở dưới gốc nó thôi. Đó, để dưới gốc, tưới ở dưới gốc. Các bạn đừng có tưới ở trên cây, trên hoa nó. Nếu các bạn tưới phun nước ở trên cái cây của nó thì cái hoa nó không có đậu trái nha các bạn. Tại vì cái phấn hoa đó nó rụng, nó rơi vào trong cái đài hoa đó, nó tạo ra thụ phấn nó thành trái. Mà mình không biết cái giờ nào mà cái phấn hoa nó rụng, nên mình tưới lên thì nó trôi lớp cái phấn hoa của trong cái hoa cây tắc, nên nó không có đậu trái nha các bạn. Và các bạn nhớ là đừng có tưới nước ở trên cái tàn cây tắc, trên cái hoa tắc đang nở, thì các bạn không được tưới, chỉ tưới dưới gốc, đẫm ở dưới gốc thôi. Đó, thì nó sẽ đậu trái nha các bạn. Rồi sau khi nó đậu trái xong rồi đó, thì các bạn không có tưới phân nữa, tức là cái phân mà cho ra hoa đó các bạn không có tưới. Các bạn ngưng và các bạn cứ tưới bằng nước thường. Rồi cỡ chừng cái trái mà nó đậu xong, cỡ chừng đầu ngón tay út, thì các bạn mới bắt đầu tưới phân cá để nuôi cái trái nha các bạn. Đó, thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn cái bí quyết để làm cho cây tắc mình có bông có trái đúng vào dịp Tết âm lịch của mình nha các bạn. Thì cái cây tắc này, cái trái tắc này, nếu nó chín rồi, nó ở trên cây thì nó không, nó chín ở trên cây nó không có rụng nha. Nếu mà cái trái cây tắc của các bạn mà nó chín rồi thì các bạn cứ để yên đó, chờ đến ngày Tết âm lịch rồi các bạn đem vào nhà trưng luôn. Đó. Thì vào đầu mùa thu đó là các bạn bắt đầu tưới phân cho nó thúc ra hoa. Rồi nó đậu xong rồi thì các bạn cứ việc tưới phân cá để cái trái nó lớn lên. Và nó lớn lên thì thời gian 4-5 tháng thì nó sẽ tới chừng đó nó sẽ chín các bạn, và mình có cây tắc để trưng Tết. Thì Quỳnh Mai có 2 cây, đây là 1 cây, đằng này 1 cây nữa các bạn. Và 2 cây đều ra bông một lượt nha các bạn. Không phải là mình nói là không, mình làm là nó có ra hoa các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, mỗi cái lá là một nụ, mỗi cái lá là một nụ và nó ra chùm chùm luôn. Đó. Hôm nay Quỳnh Mai sở dĩ làm cái video này để chia sẻ, nhà bạn nào có cây tắc thì các bạn làm để Tết có tắc trưng trong nhà. Đó, các bạn thấy không,
nó ra hoa chi chít luôn. Hoa này chưa nở nên nó chưa có thơm các bạn. Và mình làm, mình chứng minh cho các bạn thấy là mình chia sẻ là có ra hoa nha các bạn. Đó. Đây là hai cây tắc lớn, còn cái cây tắc con nó lại ra hoa trước hai cây tắc mẹ này nữa các bạn. Đó. Thì cách chia sẻ làm cho cây tắc ra hoa, ra trái rất là dễ, để trưng Tết rất là dễ. Các bạn nhớ là cỡ tháng 9, giữa tháng 9 là các bạn để cho nó hạn, tức là không tưới nước nó một tuần, xong rồi các bạn tưới phân thì nó sẽ ra hoa. Khi ra hoa rồi nó bắt đầu nở thì các bạn tưới nước ở dưới gốc, không được tưới trên tàn cây, không được tưới ở trên hoa. Nước nó sẽ làm trôi phấn của cái hoa tắc và nó không có đậu các bạn. Mình tưới dưới gốc, rồi chừng nào mà nó đậu trái xong rồi các bạn hình thành trái xong rồi cỡ đầu ngón tay thì các bạn mới bắt đầu tưới phân cá để nuôi trái nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ Mai sẽ đi ra chỗ cây tắc con, tức là cái cây tắc mà mình chiết cành đó. Hôm nay nó ra hoa chi chít luôn các bạn. Đó. Đây là cây tắc con mà mình đã chiết từ cây tắc mẹ, là hai cây tắc hồi nãy đó các bạn. Thì các bạn nhìn thấy nó đã ra hoa quá trời luôn nè. Gà hoa đã nở đó. Rất là thơm. Là cây tắc Việt Nam, trái tròn, ruột chua các bạn. Để làm mứt rất là ngon đó. Thì nó có hoa từ ở dưới gốc luôn nha các bạn. Đó, nó đã nở rồi. Rồi nó nở lên tới trên luôn. Thì mình không có tưới nước ở trên cái cây, trên cái hoa nó các bạn. Mình tưới nước ở trên đó thì nó sẽ trôi phấn hoa và không có đậu trái các bạn. Đó. Thì hôm nay mình mang ra vườn để chia sẻ các bạn về cây tắc, cách làm cho cây tắc ra hoa và cách làm cho cây tắc đậu trái, rồi cách nuôi trái. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Bạn nào có trồng cây tắc thì các bạn thử làm như Quỳnh Mai hướng dẫn, thì các bạn sẽ có cây tắc để trưng Tết Việt Nam nha các bạn. Rất là đẹp. Nó có bông nhiều thì nó cho trái nhiều, tròn như thế này đó các bạn. Cây tắc này nó còn lại một trái nè, tròn như thế này mà nó chín vàng rực hết thì rất là đẹp, trưng ở trong nhà mình, ở phòng khách mình đó, nhân ngày lễ Tết của người Việt mình. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Mình Mai chúc các bạn vui khỏe, ủng hộ Quỳnh Mai đăng ký để chia sẻ để Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.